ra một chương trình thực tế ấy, luôn là một cái niềm hào hứng và rất là thú vị đối với Hòa trong cuộc đời sự nghiệp. Và Đại Chiến Thân Ảnh cũng là một chương trình như thế. Hòa mong muốn là tất cả quý vị khán giả sẽ xem để biết được là những cái sự khám phá, những cái kỳ quan của Việt Nam, cũng như là tham gia thử thách chụp hình nó sẽ thú vị như thế nào. Mong là tất cả mọi người sẽ đón xem và đưa Đại Chiến Thân Ảnh lên top trending nhá.